Xin được chào mừng các anh chị và các bạn đến với Cờ Biết. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh chị và các bạn đã dành thời gian quý báu của mình quan tâm đến bộ cờ và tham gia với câu lạc bộ Biết tại Bình Dương ngày hôm nay. Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời chúc mừng tới các anh chị vì các anh chị sẽ được chơi và học trên một cái bộ giáo cụ rèn luyện về tư duy. Đây là cái giao diện của bộ cờ Biết. Thì thông qua cái bộ cờ này, chúng ta sẽ được tái hiện một cái vòng đời thu nhỏ của một con người trong vòng 90 phút trải nghiệm, từ khi chúng ta lớn lên cho tới khi chúng ta học đại học và có cho mình một cái nghề nghiệp và chúng ta đi làm. Sau đó chúng ta có quyết định là lập gia đình hay là không, tự mình quyết định đầu tư vào cái gì, có khởi nghiệp hay là không, vân vân. Chịu trách nhiệm như một cuộc đời thật với các cái quyết định của mình. Xin phép được giới thiệu, tôi là Master Nguyễn Huy. Hiện tôi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Viện Kế toán Việt Nam, là CEO của Trường Tài chính Khởi nghiệp EFBI và là chủ nhiệm câu lạc bộ Biết tại Bình Dương. Những thành công mà tôi đã đạt được: tôi là người khởi nghiệp từ con số 0. Thứ hai, tôi đã thành công trong việc tự động hóa doanh nghiệp của mình. Thứ ba, tôi đã xây dựng được một doanh nghiệp triệu đô. Thứ tư, tôi là tác giả của cuốn sách 77 câu hỏi dành cho lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khi các bạn tham gia chơi tại câu lạc bộ Biết Bình Dương thì chúng ta sẽ có cơ hội để được giao lưu, học hỏi, phát triển cùng với các thành viên câu lạc bộ, có cơ hội để phát triển tư duy của bản thân, có cơ hội tìm thấy cho mình một ước mơ và có được cái phương pháp xây dựng cái ước mơ của mình thành công. Sau đây tôi xin phép được giới thiệu về cái bộ cờ Biết. Thì bộ cờ Biết được sáng tạo bởi founder của câu lạc bộ Biết, ông Nguyễn Cửu Long. Sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng bộ game Carpalow, bộ game hay nhất trên thế giới đã có mặt Việt Nam từ năm 2004. Thì tháng 5 năm 2019, ông Long đã chính thức cho ra mắt bộ cờ Biết. Nếu như game Carpalow sẽ tập trung vào vấn đề tài chính thì bộ cờ Biết thì hướng đến cái sự giàu có về nhiều mặt. Ông Long giải thích: Biết có nghĩa là trở nên giàu có. Mà giàu có thì ngoài cái ý nghĩa về vật chất thì con người ta còn phải giàu có về kiến thức, về sức khỏe, về tinh thần, vân vân. Những cái giá trị văn hóa thường được đề cập bởi người phương Đông. Câu lạc bộ Biết Bình Dương nhượng quyền trực tiếp từ tập đoàn Blitz Center, nơi có hệ thống các cái câu lạc bộ trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam, là nơi đầu tiên và duy nhất có 18 cấp độ chơi. Thông qua mỗi cấp độ chơi thì sẽ giúp cho người chơi rút ra được cái bài học cho bản thân và áp dụng cho cuộc sống ở ngoài đời. Thì đây là cái phần giới thiệu về Cờ Biết của tôi. Xin cảm ơn.